Vừa chào anh em nha, hôm nay mình sẽ test cái máy 62 chở hàng cho khách nha. 62 cửa đại điện tử, đây, 30 sọ 32D. Mỗi bên 15 con, hai bên 30. Rồi, đây là công tắc chỉnh bấm nhanh bấm chậm, đây là công tắc bấm về chế độ đánh lì. Đây là công tắc, đây là cái volume chỉnh mạnh yếu, đây là volume chỉnh bấm nhanh bấm chậm. Rồi chào anh em nha. Rồi, bữa nay mình sẽ làm cái mình sẽ bật vào chế độ bấm nha. Đó. Yếu nè, nhanh nè, mạnh lên nè, đó, đèn sáng trắng luôn nha nè. Rồi lì, yếu nè. Bao tiền để gì nè, bao các anh em ăn gù phi cá lóc cá chê nha, nổi đẹp luôn á, bao các anh em ăn cắt lộ cá luôn á. Các anh em nhấp cầu bóp rồi thôi, gù phi là lật ngang liền, lật ngang này nè, không có đường nào chạy đâu. Còn cá lóc cá chê thì thôi khỏi nói rồi, lóc cá chê các anh em nhìn chỉnh răng thua, chỉnh cái volume mạnh yếu rồi nè, là các anh em ăn thôi. Cá nó nổi gút tại vợt luôn nên đẹp lắm. Cái tiếng máy này nghe nè, nè cái tiếng máy này nghe, nó đó. Đó. Nó trong rồi nè, cái anh em chỉnh cho nó vừa trong mà tiếng nghe nó vừa gắt là con cá lên đẹp. Bên đánh lì cũng vậy nữa nè, đó. Trong mà nghe nó cái tiếng nó gắt rồi con cá lên đẹp liền. Rồi chào anh em nha, anh em xài dòng máy cơ lai chuyên đánh thiền một vợt cứ liên hệ với mình nha. Đây 48, 62, 82 gì đó, công suất lớn, anh em xài liên hệ với mình. Đây, rồi chào anh em nha.